thì tụi này rất là vui và tin chắc là chúng ta sẽ còn gặp nhau rất là nhiều dịp nữa. Và có lẽ là cái bối cảnh sau này sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Đó, chắc là chúng ta vẫn nhớ bạn ngày hôm nay đúng không ạ? Thì cảm ơn thì tất nhiên là thực sự cảm ơn rất là chân thật từ bên trong cái tim mình, thật sự là như vậy đối với tất cả, đặc biệt là anh Toàn và các bạn bên đến làm việc. Còn về cái cảm nhận đó, thì Thảo muốn chia sẻ xuống điều như thế này. Tức là cái gì đó để trước khi mà chúng ta có nó ở thực tế, chúng ta có nó từ bên trong của mình trước. Và nếu như mình không có nó từ bên trong thì nó nằm ngay trước mắt mình cũng không thể thấy đó. Và Thảo là cái người như vậy, bởi vì mình đã là cái người là đi dạy đại học rất là nhiều về tài chính và cũng tức là về lý thuyết thậm chí về thực hành cũng biết luôn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng là dùng những kiến thức đó để mà đầu tư và làm giàu gì cả. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy đó. Nhưng mà nếu như không có cái ngày hôm nay cũng như không có anh Toàn thì có lẽ là cái tiền năng đó cũng không cái nào khai quật lên được cả, và nó có lẽ nó nằm ở đó mãi mãi. Và đối ngược lại là những cái điều anh nói quả thực không phải là những cái điều gì mà xa xôi đến mức mà vô cùng phức tạp hay bí hiểm hay khó hiểu gì cả. Và thả tin chắc rằng ai đi học cái lớp này thì cũng có thể áp dụng và thành công được hết. Đó, và mọi thứ bây giờ thật sự nó rất là rõ ràng. Đó, và tưởng tượng như là ngay ngày mai có thể bắt tay vào được để mà làm. Và xa hơn nữa là hình dung được một cách rõ ràng con đường của mình để mình sẽ đi đến. Đó, bao nhiêu năm mình sẽ đạt được điều mình mong muốn. Mình chỉ cần bỏ ra cái gì và mình đạt được cái gì. Mình hoạch định được tương lai của mình một cách hết sức là chính xác, hết sức là chắc chắn. Hoặc là nếu không có cái cơ hội này thì cái chuyện đó nó rất là xa xôi. Thật sự là như vậy đó. Thì không thể nói hết được cái giá trị của những điều chúng ta học ở đây. Và chắc chắn là theo thời gian mọi người mới cảm nhận được. Bây giờ có thể nó mới là một cái hòn tuyết nhỏ thôi, theo thời gian nó sẽ lăn và nó sẽ tích tụ lại. Và lúc đó chúng ta sẽ trở thành những cái người khổng lồ. Và quý vị may mắn chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ. Xin cảm ơn các bạn.